Việt Vinh Audio xin kính chào tất cả anh em. Và trong clip này, Việt Vinh giới thiệu đến anh em một cặp loa đến từ Anh Quốc, cặp loa Sennheiser Ditton 15. Đây là cặp loa Sennheiser Ditton 15 đời đầu. Trong các clip trước thì Việt Vinh đã bán những cặp loa Sennheiser Ditton 15 đời đầu, đời trung và đời chót. Anh em có thể lục tìm lại những clip mà Việt Vinh đã bán trước đó và cũng giới thiệu rất là kỹ rồi. Và cặp loa Sennheiser Ditton 15 đời đầu này thì nó cũng giống như những cặp loa mà Việt Vinh đã bán trước đó. Cho nên trong clip này thì Việt Vinh cũng không cần phải giới thiệu sâu nữa. Chất âm của Sennheiser Ditton 15 Việt Vinh cũng không cần phải quảng cáo và cũng không cần phải nói sâu nữa. Anh em nào đã chơi thì có thể hiểu rồi. Và những anh em nào mà chưa chơi thì có thể tìm hiểu những người đi trước và chúng ta lựa chọn được những cặp loa để chơi cho riêng mình. Và bây giờ Việt Vinh xin mời tất cả anh em chúng ta cùng xem qua cặp loa Sennheiser Ditton 15 đời đầu mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em. Xin mời tất cả anh em. Cặp loa này thì như anh em đang nhìn trên màn hình thì ê căng của nó vẫn là ê căng theo loa, tức là chưa được thay thế. Và cái ê căng này mà mất rồi thì cái vải ê căng này, ý Việt Vinh nói là cái vải ê căng này khi mà bị mất rồi thì chúng ta thay thế rất là khó. Đây là logo của hãng Sennheiser Ditton 15 và đây là vải ê căng của nó. Việt Vinh sẽ quay rất là kỹ cho anh em xem. Tiếp theo chúng ta sẽ mở mặt ê căng ra. Tất cả các ghim này vẫn là bằng màu đồng ấy, anh em nhé. Tất cả các ghim này vẫn là ghim đồng theo loa. Đây là mã số của gân anh em nhé. Mã số của gân nằm ở đây này. Vỏ thùng loa của cặp loa Sennheiser Ditton 15 mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em. Vỏ thùng loa này chưa qua sửa chữa, chưa qua chỉnh sửa. Nhà sản xuất như thế nào thì nó cũ theo thời gian như vậy. Việt Vinh cũng chưa qua đụng chạm một cái gì cả. Cái màu này là xuống theo thời gian anh em nhé. Màu này là nó, cái màu này nó tựa như màu cánh gián ấy, nó xuống theo thời gian. Việt Vinh sẽ quay bên hông cho anh em xem. Đấy, anh em có thể nhìn rất là mộc mạc đúng không ạ? Chưa qua chỉnh sửa gì đâu. Đây là những vết xước theo thời gian. Made in England. Tiếp theo thì chúng ta sẽ xem qua chiếc loa bên cạnh. Đấy, anh em có thể nhìn chữ ghim này, ghim nó màu đồng, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, ghim màu đồng. Đây là những lớp keo của nhà sản xuất.
là số seri của gân. Anh em mua loa Dayton thì chú ý đến số seri của gân. Đấy là một kinh nghiệm mà khi chúng ta chọn loa Dayton. Cả những cái này đều là nguyên zin của nó, đều là zin đồng hết anh em nhé, zin đồng. Cặp loa này rất là đẹp anh em ạ. Cái quan trọng là cặp loa này nó còn nguyên bản. Anh em có thể nhìn cái màu của cặp loa này nó xuống màu theo thời gian rất là đẹp. Khi mà Việt Vinh quay thì cái màu loa có thể nó sáng hơn, như ở ngoài đời thì cái màu loa này nó sẫm hơn một chút, tại vì có ánh đèn chiếu vào nên là màu nó có thể sáng hơn, nhưng ở ngoài đời thì nhìn màu nó sẫm hơn và màu của nó rất là cổ kính anh em ạ, rất là đẹp. Thì mình sẽ quay ngang đấy, cái màu nó như thế này này đấy. Khi anh em nhìn ở góc độ này thì cái màu nó sẽ đều nhau, chứ nếu mà Việt Vinh để góc độ này thì màu sẽ vàng như này đấy. Anh em có thể nhìn màu rất là đẹp. Thùng loa Dayton 15 này chưa qua chỉnh sửa như Việt Vinh nói lúc đầu, chưa qua chỉnh sửa, chưa qua bàn tay nào mài rũa spa lại. Đấy, cũ theo thời gian, xuống màu theo thời gian rất là đẹp. Đấy, anh em nhìn tất cả những cái khớp nối này rất là khít đúng không ạ? Về thùng vách của cặp loa này rất là đẹp. Cặp loa này là cặp loa nguyên bản. Anh em thấy màu của nó xuống đẹp không? Việt Vinh rất thích cái màu này. Cùng đã băn khoăn
cùng đi giữa đời. Mênh mông đây là đâu, là biển vắng đêm sâu. Khi em quay mặt đi, lòng tôi từ phiên đá sầu chơ vơ trong lạnh căm, một riêng theo tháng năm. Em hỏi tôi phim đã có tình yêu không, em hỏi tôi phim đã có linh hồn không. Linh hồn tôi nay là đá sỏi, nhưng đã lòng khổ đau với tình yêu em. Anh em vừa nghe qua chất âm của cặp loa Silesian Dittern đời đầu. Và cặp loa này Việt Vinh bán với giá 9.500.000 đồng. Đây là một mức giá chuẩn mà Việt Vinh đưa ra để đến tay anh em. Anh em nào có nhu cầu liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ Việt Vinh thân ái xin chào tất cả anh em. Hẹn gặp lại anh em ở những clip sau.